Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 26 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm và tặng quà cho học sinh tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học phường A Dính, xã Trà Dân, huyện Nam Trà My. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch thi tuyển giáo viên năm 2020. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu làm việc với huyện Đông Giang về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi, nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức Quốc hội. Tham dự kỳ họp, tại điểm cầu Quảng Nam có các đại biểu Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Phan Thế Bình, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Đình Tiến, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 5, Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 5, cùng đại diện các sở ngành liên quan. Dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 gồm 16 chương, 192 điều và một phụ lục kèm theo, tăng 22 điều so với luật bảo vệ môi trường hiện hành. Một số nội dung chính của dự thảo luật xin ý kiến các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này gồm việc xem xét để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật và các cam kết quốc tế về môi trường, việc đánh giá nhận tác động của 13 nhóm chính sách liên quan đến kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách trên cơ sở tình hình thực tiễn của Việt Nam, việc giải thích các khái niệm mới liên quan đến công tác quản lý bảo vệ môi trường. Sau nội dung này, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức Quốc hội. Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức Quốc hội, trình Quốc hội đã tiếp thu chỉnh lý 8 nội dung tại 10 điều, tập trung vào các nội dung về tiêu chuẩn một quốc tịch đối với đại biểu Quốc hội, việc quyết định số lượng và phê chuẩn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại đoàn đại biểu Quốc hội, việc đảm bảo kinh phí hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội và bộ máy tham mưu giúp việc đoàn đại biểu Quốc hội, việc tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách. Theo dự thảo, tổng số đại biểu Quốc hội vẫn không quá 500 người. Tuy nhiên, tỷ lệ đại biểu chuyên trách tối thiểu tăng từ 35% lên 40%. Xung quanh vấn đề này, đại biểu Phan Thái Bình, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đề nghị trong đề án bầu cử Quốc hội sắp tới cần quy định rõ và chặt chẽ để đảm bảo số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách chiếm ít nhất 40% trong tổng số đại biểu Quốc hội. Không nên nặng về cơ cấu và chú trọng chất lượng, các đại biểu cần đảm bảo được thời gian tham gia hoạt động Quốc hội. Tôi đồng tình cao với cái quan điểm cho rằng là chúng ta không nên nặng về cơ cấu mà chú trọng phải đến chất lượng. Thứ hai, một vấn đề trong thực tiễn nó đặt ra, tôi cũng đề nghị hết sức quan tâm, tức là đảm bảo đại biểu họ có đủ điều kiện về năng lực, phẩm chất, đạo đức các thứ rồi, nhưng mà một cái điều kiện rất quan trọng nữa là thời gian để tham gia hoạt động của Quốc hội. Bởi vì chúng ta quy định là dành tối thiểu 1/3 thời gian đại biểu kinh nghiệm đấy, dành tối thiểu 1/3 thời gian để tham gia hoạt động Quốc hội. Tuy nhiên trong thực tiễn vấn đề này cũng không đồng đo, không ai đồng đếm được và cũng không có chế tài nào để xử lý đối với đại biểu Quốc hội nếu không tham gia đủ 1/3. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang cùng các cơ quan hữu quan nghiên cứu chuẩn bị các nội dung đề xuất cụ thể về việc điều chỉnh cơ cấu thành phần, tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và dự kiến cơ cấu đại biểu Quốc hội cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 theo hướng hợp lý giảm số lượng đại biểu kiêm nhiệm công tác ở các cơ quan hành pháp. Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật đầu tư sửa đổi và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 và tháng hành động vì trẻ em, sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đã đến thăm và tặng quà cho các em học sinh tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học phường A Dính, xã Trà Dân, huyện Nam Trà My. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thầy và trò trường phường A Dính đạt được trong thời gian qua. Tuy điều kiện học tập giảng dạy còn nhiều khó khăn với 100% các em học sinh là người dân tộc thiểu số, song thầy và trò trường phường A Dính vẫn nỗ lực phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần dành nhiều sự quan tâm hơn nữa đến các cháu thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo môi trường học tập tốt nhất cho các cháu. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng 70 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi của trường. Đồng thời tặng 308 suất quà, mỗi suất trị giá 100.000 đồng cho toàn bộ các em học sinh của trường.
Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đã đến thăm động viên và tặng quà cho các hộ gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy tại xã Trà Mai. Trước đó, vào chiều ngày 23 tháng 5, tại khu vực thôn 1 và thôn 2 xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, có mưa dông to kèm gió lốc khiến nhiều nhà dân bị hư hỏng nặng. Hàng chục nhà dân bị ảnh hưởng, chủ yếu tốc mái một phần hoặc toàn bộ. Nhiều cây xanh, trụ điện, trụ viễn thông ngã đổ. Rất may không có thiệt hại về người. Chia sẻ khó khăn với bà con bị lốc xoáy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ân cần thăm hỏi, tặng 17 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nhất mỗi hộ 1 triệu đồng. Động viên các hộ nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chiều nay cũng đã gặp mặt tặng quà cho các em thiếu nhi tại huyện Đông Giang. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Trần Phú, xã Mào Coi, huyện Đông Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã gửi lời thăm hỏi đến toàn thể các em thiếu nhi và trao 157 suất quà, trong đó 50 suất dành cho những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi suất trị giá 400.000 đồng, gồm tiền mặt và quà. 107 suất quà, mỗi suất trị giá 100.000 đồng. Tổng số tiền trao quà được trao lần này trị giá 30 triệu đồng. Các hoạt động nhân ngày quốc tế thiếu nhi và trong tháng hành động vì trẻ em đã tác động tích cực đến toàn xã hội, thúc đẩy sự quan tâm của các cấp chính quyền, gia đình trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giúp đỡ trẻ em có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển trưởng thành. Thưa quý vị và các bạn, thực trạng biên chế sự nghiệp giáo dục trên địa bàn 18 huyện, thị xã, thành phố hiện đang thiếu với số lượng 2.684 biên chế. Để đảm bảo đủ về cơ cấu số lượng giáo viên đáp ứng nhu cầu dạy và học tại các địa phương trước thêm năm học mới, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố để bàn kế hoạch thi tuyển giáo viên năm 2020. Theo báo cáo tại cuộc họp, 18 huyện, thị xã, thành phố hiện có 2.684 biên chế giáo viên từ cấp mầm non đến trung học cơ sở chưa được sử dụng. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo, có 214 biên chế giáo viên còn thiếu. Trước tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển viên chức giáo viên để đảm bảo chất lượng dạy học ngay trước thềm năm học mới. Thi tuyển viên chức sẽ được thực hiện qua hai vòng theo hình thức thi trắc nghiệm và thi viết. Các môn thi gồm kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ chuyên ngành. Thời gian thi được Sở Giáo dục Đào tạo cân nhắc kỹ lưỡng và bám sát theo quy định. Trên cơ sở các ý kiến của các địa phương và các ngành liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân giao cho Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương triển khai tổ chức thi tuyển viên chức năm 2020 theo đúng hành lang pháp lý Nghị định 29 của Chính phủ, giao cho các huyện miền núi khẩn trương đăng ký và báo cáo các sở liên quan về việc xét tuyển và cử tuyển theo hành lang pháp lý Nghị định 49 của Chính phủ về chế độ cử tuyển. Các địa phương rà soát lại tổng số giáo viên thi tuyển và đăng ký số lượng với Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Nội vụ. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với huyện Đông Giang để nắm tình hình phát triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển trong thời gian đến, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành. Thông tin từ buổi làm việc cho biết, nhiệm kỳ qua, huyện Đông Giang đã hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030. Xác định 3 khâu đột phá là triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị từ huyện đến xã thôn. Đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất y tế, giáo dục ngày càng hoàn thiện. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng tăng trưởng khá, đạt trên 1.320 tỷ đồng. Chương trình xúc tiến đầu tư đẩy mạnh, nhất là khu du lịch sinh thái Cổng Trời, khu du lịch sinh thái Trường Sơn Sông Bung. Với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất gần 5.400 ha. Huyện Đông Giang đã triển khai hỗ trợ di dời dân đến nơi ở mới 710 hộ, theo nghị quyết 12 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Giai đoạn 2015-2020, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới của Đông Giang hơn 1.184 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cho rằng, huyện Đông Giang là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội, cũng như đội ngũ lãnh đạo huyện thực sự tâm huyết để phát triển thế mạnh của mình. Thời gian đến, địa phương tập trung phát triển kinh tế theo cơ cấu nông nghiệp, dịch vụ công nghiệp, khai thác lợi thế rừng và đất lâm nghiệp, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cơ tu gắn với phát triển du lịch. Tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng hiệu quả kinh tế rừng, nhất là diện tích rừng trồng hiện nay sang rừng trồng gỗ lớn nhằm tạo vùng nguyên liệu tập trung. Chiều nay, Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
Trong nhiệm kỳ qua, hội viên Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam luôn thể hiện rõ vai trò tiên phong trong công tác tuyên truyền, góp phần cùng với đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu thi đua hàng năm, đóng góp tích cực vào các hoạt động chuyên môn của đài. Các hội viên thuộc Chi hội đài đã tham gia tích cực trong việc đổi mới nội dung, hình thức, các chương trình của đài, các game show mang đậm bản sắc văn hóa xứ Quảng, các chuyên mục chuyên trang của các ngành địa phương, tiếp tục được duy trì hiệu quả. Nhiệm kỳ qua có 7 tác phẩm đạt giải tại Liên hoan truyền hình toàn quốc, bao gồm 4 giải vàng, 2 giải bạc và 1 bằng khen. Ngoài ra, hội viên chi hội cũng đã có tác phẩm đạt giải Búa Liềm Vàng, giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng, giải báo chí về học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các hội viên cũng thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt luật báo chí, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Nhiệm kỳ qua có 8 hội viên được kết nạp, 7 hội viên được tặng kỷ niệm chương về sự nghiệp báo chí. Tại đại hội, các hội viên đã có các ý kiến tham luận, góp ý các giải pháp để thực hiện phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội cũng thông qua tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện Đại hội Hội Nhà báo tỉnh và tiến hành bầu ban thư ký nhiệm kỳ lần thứ 6. Sáng nay, Công ty Á Châu và Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam đã trao tặng gần 2.500 mũ bảo hiểm cho các em học sinh tại huyện Đại Lộc và Phú Ninh. Tại trường Trung học cơ sở Kim Đồng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc và trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Công ty Á Châu và Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam đã trao tặng 2.500 mũ bảo hiểm, 6 quạt nước và 4.000 cuốn vở cho các em học sinh và nhà trường. Đại diện Công ty Á Châu đã hướng dẫn các em học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách, tác dụng của mũ bảo hiểm, hướng dẫn cách tham gia giao thông, đảm bảo an toàn. Công ty Á Châu là nhà sản xuất và cung cấp sản phẩm mũ bảo hiểm chất lượng hàng đầu Việt Nam hiện nay và được biết đến với nhãn hiệu Asia. Thưa quý vị, sáng nay, Đảng bộ Sở Nội vụ Quảng Nam tổ chức đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở đã lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ, cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Đảng bộ Sở Nội vụ đã cụ thể hóa những chủ trương giải pháp đồng bộ trên các mặt công tác sát với tình hình nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành nội vụ và cơ quan sở. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy, lãnh đạo sở tập trung thực hiện đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập hiệu lực hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, đảng bộ đã kết nạp 11 quần chúng ưu tú vào đảng. Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành bầu ban chấp hành đảng bộ khóa 4, bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Sáng nay, Đảng bộ Quân sự huyện Bắc Trà My tổ chức đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện Bắc Trà My đã triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Quân sự huyện về nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Đơn vị thường xuyên củng cố thao trường, bãi tập, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, mô hình học cụ, đảm bảo tốt nhiệm vụ huấn luyện cho các đối tượng. Hàng năm có trên 80% tổ chức đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 5, Đảng bộ Công an huyện Thăng Bình tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an huyện Thăng Bình đã lãnh chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, xây dựng củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó đã triệt phá 40 nhóm, 208 đối tượng thường xuyên có hoạt động xâm phạm trật tự xã hội. Điều tra làm rõ 309 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án bình quân hàng năm đạt 82%. 4 năm liền từ năm 2015 đến 2018, Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là một cải thiện chỉ số PCI tỉnh Quảng Nam thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, hiện nay thì Cổng Dịch vụ Công Quốc gia cung cấp thêm 6 dịch vụ công hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 6 dịch vụ công được cung cấp gồm hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc, không hưởng lương, hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương, ngừng việc đối với người lao động, kê khai gia hạn nộp thuế doanh nghiệp, kê khai gia hạn nộp thuế cá nhân, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tự túc, tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trong thực hiện hỗ trợ người dân doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngay trong buổi sáng đầu tiên triển khai vào ngày 13 tháng 5, đã có 4 doanh nghiệp thực hiện dịch vụ hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và dịch vụ hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động. Theo ước tính của Văn phòng Chính phủ, 6 dịch vụ công này trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia sẽ hỗ trợ cho 4 triệu đối tượng người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, rút ngắn thời gian thực hiện từ 6 đến 10 ngày làm việc đối với từng đối tượng so với cách triển khai trực tiếp. Thưa quý vị, để kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, ngành thuế đã kịp thời tích hợp thủ tục nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất của doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, qua đó tạo thêm một kênh thuận lợi để người nộp thuế có thể dễ dàng thực hiện thủ tục gia hạn. Theo đó, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng thuế điện tử ETAX tích hợp với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp cá nhân đăng nhập một lần thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiền thuê đất. Hiện nay, có 763.141 doanh nghiệp, chiếm 99,91%, và 83.701 hộ cá nhân kinh doanh đã có tài khoản khai thuế điện tử trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tính đến ngày đầu tháng 5 này, cơ quan thuế trên cả nước đã tiếp nhận tổng cộng là 85.190 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, với tổng số tiền gia hạn trên 25.866 tỷ đồng. Ngày 21 tháng 5, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông báo chính thức về việc triển khai hệ thống thư điện tử công vụ cho cán bộ công chức và người lao động trong văn phòng. Thư điện tử công vụ hay còn gọi là email thay thế cho các thư điện tử được sử dụng phổ biến hiện nay như là Google. Theo thông báo này, kể từ ngày 25 tháng 5, mọi trao đổi công tác chuyên môn nghiệp vụ văn phòng đều được trao đổi qua thư điện tử mới. Cùng với phần mềm iOffice được kết nối, liên thông để gửi, nhận và quản lý điều hành văn bản, có tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương việc triển khai hệ thống thư điện tử công vụ cấp phát 53 địa chỉ thư điện tử công vụ có tên miền là xxx@quangnam.gov.vn đã được cấp cho cán bộ công chức và người lao động, góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Sẻ chia khó khăn, tiếp sức kịp thời cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, HDBank tiếp tục triển khai gói vay ưu đãi mới với tên gọi là Swift SMM với lãi suất chỉ từ 6,5% một năm. Với gói tín dụng này, từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, HDBank triển khai gói tín dụng Swift SMA 5.000 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, có nhu cầu bổ sung nguồn vốn và đáp ứng các điều kiện tín dụng chuẩn SMA của HDBank. Lãi suất của gói tín dụng ưu đãi đặc biệt cạnh tranh linh hoạt chỉ từ mức 6,5% một năm. Thủ tục xét duyệt hồ sơ đơn giản chuẩn hóa do Tổng quyền đặc biệt về các đơn vị kinh doanh ở kênh phân phối để đẩy nhanh tốc độ xử lý hồ sơ và thông báo kết quả nhanh chóng trong ngày cho doanh nghiệp. Bên cạnh lãi suất ưu đãi, HDBank linh hoạt hỗ trợ nhiều đặc quyền lợi ích khác như là miễn giảm nhiều loại phí, giúp doanh nghiệp SMA giảm thiểu tối đa chi phí, tăng hiệu quả giá rẻ của gói vay. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và tiếp theo là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Thân ái kính chào tạm biệt. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 50 đến 85%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm từ 52 đến 85%, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 50 đến 83%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông.
Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 50 đến 83%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, độ ẩm từ 57 đến 94%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, độ ẩm từ 55 đến 92%, gió nhẹ. Thị trấn Parao mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm từ 57 đến 92%, gió nhẹ. Kính chào quý vị, bây giờ là những thông tin về tình hình tài chính và thị trường. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có tờ trình số 93 trình Chính phủ về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Nếu đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được thực hiện, ngân sách nhà nước năm nay sẽ giảm thu khoảng 15.840 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, tính đến cuối năm 2019, Việt Nam có khoảng 760.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ chiếm hơn 63%, doanh nghiệp quy mô nhỏ chiếm hơn 30% và doanh nghiệp quy mô vừa chiếm gần 4%. Tổng số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm tới hơn 93% doanh nghiệp tại Việt Nam và các doanh nghiệp này có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế cũng như ổn định xã hội. Để các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thỏa mãn điều kiện giảm thuế, Bộ Tài chính quy định cụ thể doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu không quá 3 tỷ đồng năm 2020, số lao động không quá 10 người, doanh nghiệp nhỏ có doanh thu năm 2020 không quá 50 tỷ đồng, số lao động không quá 100 người. Bộ Tài chính đề nghị nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ và được áp dụng ngay trong năm 2020. Tiêu chí xác định đối tượng kết hợp giữa luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đảm bảo phù hợp với thực tế và khả năng ngân sách nhà nước cũng như thông lệ quốc tế. Thưa quý vị, lãi suất ngân hàng ngày 26 tháng 5 đối với khách hàng cá nhân gửi trực tiếp không kỳ hạn là 0,20%. Nếu gửi trực tuyến, lãi suất cao nhất cũng ở mức 0,20%. Trong khi đó, với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm trực tuyến lãi suất hiện cao hơn và đang được các ngân hàng niêm yết quanh mức 0,10% đến 8,40% mỗi năm tùy theo kỳ hạn. Cụ thể, với hình thức không kỳ hạn gửi tại quầy, lãi suất cao nhất là 0,20%, nếu gửi trực tuyến lãi suất cao nhất cũng là 0,20%. Với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất cao nhất cho khách hàng gửi tại quầy là 4,25%, gửi online có lãi suất cao nhất lên tới 4,25%. Đối với kỳ hạn 3 tháng, các ngân hàng hỗ trợ lãi suất gửi tại quầy cao nhất là 4,25%. Với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tốt nhất cho khách hàng gửi tại quầy là 7,50%. Có ngân hàng hỗ trợ lãi suất cao nhất cho khách hàng online là 8%. Chuyển sang thông tin về diễn biến thị trường vàng và ngoại tệ trong ngày. Thưa quý vị, phiên sáng ngày 26 tháng 5, giá USD và giá vàng vẫn tiếp tục tăng giảm không rõ xu hướng, nguyên nhân do nhiều tác động từ tình hình chính trị thế giới. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá mua bán USD và Việt Nam đồng tại các ngân hàng diễn biến trái chiều nhau. Cụ thể, tại Vietcombank, giá mỗi USD niêm yết mua và bán trong ngày ở mức 23.180 đồng đến 23.390 đồng, tăng 20 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần qua. Trên thị trường tự do, giá USD niêm yết mua và bán ở mức 23.290 đồng đến 23.320 đồng mỗi USD, tăng 10 đồng ở chiều mua và giảm 10 đồng ở chiều bán so với cùng thời điểm phiên giao dịch liền trước. Với giá vàng phiên giao dịch sáng ngày 26 tháng 5 theo giờ Việt Nam, trên sàn COMEX New York, giá vàng giao ngay đã tăng nhẹ mức 1.731 USD mỗi ounce. Trong nước, giá vàng SJC niêm yết mua và bán trong ngày ở mức 48,55 đến 48,85 triệu đồng mỗi lượng, tăng 80.000 đồng mỗi lượng ở chiều mua, giảm 30.000 đồng mỗi lượng ở chiều bán so với chốt phiên trước. Vừa rồi là bản tin tài chính thị trường. Bản tin có sự đồng hành của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Với dịch vụ ngân hàng điện tử Vietcombank, bạn có thể chuyển tiền nhanh hơn,
thanh toán các hóa đơn tiện lợi hơn. Chuyển khoản mọi lúc mọi nơi. Hãy tận hưởng cuộc sống 360 độ với dịch vụ ngân hàng điện tử Vietcombank. Nhanh chóng, dễ dàng, an toàn, tiện lợi. Vietcombank, chung niềm tin vững tương lai.